Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sức mạnh của chúng ta đôi khi nó không chỉ là vấn đề thuộc linh, nhưng mà sức mạnh của chúng ta đôi khi nó cũng tùy thuộc vào sức khỏe, cái thuộc thể của chúng ta nữa. Đôi khi có những lúc chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta thấy rằng là mình đi ra thì có kết quả, mình đi đâu cũng kết quả hết, nhưng mà tự nhiên khi mình trở về thì một mình đối diện với cái hoàn cảnh, thì tự nhiên nó có một cái gì đó mà nó cảm thấy trống vắng, nó cảm thấy ngã lòng, nó cảm thấy mệt mỏi, nó cảm thấy sờn lòng. Đây không phải là điều gì đó lạ, không phải gì đó là bất thường, nhưng đây chỉ là chuyện bình thường. Ngay cả những tôi tớ Chúa đầy ơn nhất, gọi lửa, gọi mưa, nhưng mà ông có lúc cũng làm gì? Cũng ngã lòng. Ông có lúc ông cũng núp, phải không ạ? Việt Nam chúng ta có anh hùng núp. Nhưng chúng ta cũng có mục sư núp không ạ? Núp nó có nhiều cái ý nghĩa. Có những lúc núp bởi vì tôi chưa có sức, tôi cảm thấy tôi không thể gây dựng được, tôi thấy không có sức mạnh để tôi có thể đem lại cái sự gây dựng cho người khác, thì tôi núp. Núp ở đâu? Núp trong cánh bóng toàn năng của Chúa. Amen. Đừng có núp lum là được à. Núp trong cánh bóng toàn năng của Chúa thì ta có sức mới từ nơi Chúa. Mà đối với những người hầu việc Chúa, tôi biết, tôi hiểu được này, tại vì chính tôi đã trải qua điều đó. Cho nên có những lúc khi mà mệt mỏi đó, thì tôi đã chia sẻ với bà chị em đó. Chúa hỏi Eli, ngươi làm gì ở đây? Eli nói sao ạ? Sau khi mà Chúa đánh thức Eli dậy, dậy ăn đi, ăn rồi làm gì? Ngủ. Rồi lại tiếp tục đi. Ngủ không phải dừng lại, ngủ để lấy sức, nghỉ ngơi để lấy sức và chạy một đoạn đường dài hơn nữa anh chị em. Cho nên vì vậy mà trong cái chức vụ hầu việc Chúa thì tôi đã trải qua nhiều cái giống như là nó là một cái hình sin vậy đó. Nó lên rồi cái nó xuống, cái nó lại lên nữa, nó lấy đà nó lên nữa. Nên tôi hiểu được những anh chị em, những người hầu việc Chúa, chúng ta có lúc chúng ta như thế. Và anh chị em ơi, khi như vậy chỉ cần có ai đó hỗ trợ mình trong sự cầu nguyện, anh chị em nghỉ ngơi một thời gian Chúa sẽ ngắn thôi, thì Chúa sẽ nâng sức lực anh em trở lại. Chúng ta không lên án, chúng ta không chỉ trích, nhưng mà chúng ta sẽ khích lệ để anh em mình trỗi dậy. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng ai thì chối thầy, riêng tôi thì không không? Có ai nghĩ vậy không? Có ai đang nghĩ rằng là ai thì yếu đuối chứ tôi làm gì mà có thể yếu đuối được? Có ai nghĩ rằng là ai thì có thể sa ngã ngã lòng, nhưng mà tôi thì không bao giờ ngã lòng không? Chúng ta thấy ai trong chúng ta là con người xác thịt thì chúng ta cũng có lúc như thế. Bữa hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để chia sẻ với bà chị em một cái phương cách làm sao để đắc thắng được cái sự ngã lòng hay là sờn lòng. Chúng ta cùng nhau mở ra lời Chúa ở trong Thi Thiên 42. Xin lỗi, chắc tôi phải cắt cái này nha, nó ồn quá. Thi Thiên 42, chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp Thi Thiên 42 này. Mà một lần nữa Hội Thánh đồng đứng, chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp. Tôi đọc trước một câu và Hội Thánh đồng một câu kế. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, thì nước mắt tôi làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi. Đến từ xứ Giô-đa, từ núi Thầy Môn và từ đò Mích-xê-a, tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Rồi bác này kêu qua sai trên sự nhất sự Ngài, còn bác đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện của Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, rằng cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những thù nghịch tôi hàng ngày phải gặp, Đức Chúa Trời nơi đó, thì chúng ta sử dụng tôi hàng ngày các sự tốt tôi. Chúng ta đọc chung câu 11. Hỡi linh hồn ta, cái sau ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời ta, ta sẽ còn đợi cái ngày nữa, Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời của ta. Dạ, cảm ơn tất cả bà chị em, xin mời chúng ta ngồi. Đây là thơ mà con cháu Cô Rê làm để dạy dỗ
trở thành nhạc chánh. Và chúng ta thấy ở đây con cháu Cô-rê là thuộc về dòng Lê-vi, là người mà ở trước mặt Chúa để thờ phượng Chúa, đại diện cho dân sự Chúa, để lo những công việc bàn tiệc. Xin lỗi, để lo những công việc của ở trong cái nơi thánh. Và con cháu Cô-rê ngày hôm nay đó chính là những người phục vụ Chúa, là những người như chúng ta đây, là những người đi thăm viếng, chăm sóc, dạy dỗ, là những người khích lệ người khác, là những người nâng đỡ đức tin của người khác, là những người mà nhìn thấy được cái điểm khuyết, nhìn thấy những cái sự yếu đuối, nhìn thấy sự thất bại của con dân của Chúa, nhìn thấy cái chỗ sức mẻ để có thể sẵn sàng đứng vào đó. Nhưng mà lạ thay là bây giờ con cháu Cô-rê bây giờ như thế nào? Nó bị sờ ngã rồi. Mặc dù bên trong tâm linh của họ nói như thế nào? Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa. Rồi như con nai cái thèm khát khe nước. Cho nên con nai mà khi mà nó chữa, nó có chữa có con á, thì nó làm sao nó phải cần có cái dòng nước trong để có thể uống và cho chính nó, và đồng thời nó cho được tươi mát để có sữa cho con của nó. Và các con cháu Cô-rê nói gì? Linh hồn tôi khao khát mơ ước Chúa như là con nai cái khát thèm khe nước. Luôn luôn tôi và chị em chúng ta luôn luôn mong mỏi Chúa, khao khát Chúa. Bởi vì nếu một ngày nào mà chúng ta không có Chúa, một ngày nào chúng ta không có ở trong sự hiện diện của Chúa, ngày đó chúng ta thật là buồn thảm, phải không? Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay trong giao ước mới thì chúng ta được có đó. Chúa Giê-xu là đấng ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Ngài là Emmanuel. Chúng ta không kêu cầu la lớn để rồi Chúa mới hiện diện. Ngài luôn hiện diện ở trong chúng ta. Lúc nào thôi bà chị em dành thời gian cho Chúa cũng được. Lúc nào chúng ta tương giao với Chúa cũng được. Lúc nào chúng ta có thể thờ phượng, ca ngợi Chúa, bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì chúng ta không phải, Chúa không phải ở xa chúng ta nữa, mà Ngài đã ở trong chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Khi mỗi đền thờ nhỏ này hiệp lại thì chúng ta tin có Chúa hiện diện ở trên đời sống của chúng ta. Cho nên tại đây chúng ta thấy là những con cháu của Cô-rê, họ có tấm lòng khao khát Chúa, họ mơ ước Chúa. Ngày xưa đó, dân của Chúa phải ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là khi nơi nào thấy trụ mây và trụ lửa, họ biết rằng là có Chúa hiện diện ở đó. Và nơi nào có hòm giao ước thì đó là sự đại diện cho sự hiện diện của Chúa. Và có những lúc thì hòm giao ước bị dân Philistin cướp lấy, và dân sự của Chúa không có một cái nơi trốn, không có một cái sự hiện diện, không có một cái chỗ để họ thờ phượng, họ hướng về. Cho nên một ngày nọ dân sự nói như thế này, Kinh Thánh ghi là gì? Dân sự than nhớ Đức Giê-hô-va. Đôi khi có những sự hiện diện mà chúng ta thấy thường trực với mình, và đôi khi chúng ta cũng không có để ý. Tôi với vợ tôi, chúng tôi ở chung một nhà, ngủ chung một giường, nhiều khi chúng ta cũng không để ý là có sự hiện diện của nhau. Tại vì sao? Cái người đó thường trực ở mình quen rồi. Nhưng mà có những lúc bất chợt người đó có thể đi đâu, đi công việc gì đó, thình lình chúng ta cảm thấy một cái gì đó trống vắng. Và cái điều đó khiến cho bà chị em nhớ rằng là một phần nào đó ở trong cuộc sống chúng ta đang thiếu vắng. Điều đó trong thuộc linh cũng giống như vậy. Chúng ta hầu việc Chúa, vẫn hầu việc Chúa bình thường. Tại sao hàng tháng chúng ta có 2 ngày để chúng ta cầu nguyện? Đó là chúng ta cùng nhau hiệp một lại để nạp cái năng lượng thuộc linh. Nó không phải là anh chị em đừng nghĩ rằng là chúng ta hát vài ba bài hát. Không, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, thì cái năng lực thuộc linh của Chúa đến cho chúng ta. Nó có một gì đó tu đổ. Mà Chúa nói là gì? Khi chúng ta đến với Chúa thì ân điển và sự thương xót của Chúa ngày đổ đầy cho chúng ta. Rồi chúng ta đến cùng nhau để gây dựng với nhau nữa. Cho nên có những lúc chúng ta cảm thấy bị trống vắng, có những lúc chúng ta cảm thấy bồn chồn, có những lúc chúng ta cảm thấy sờn lòng. Đó là những lúc mà đôi khi chúng ta lại quên mất rằng có sự hiện diện của Ngài. Đôi khi công việc của chúng ta nó quá quen thuộc. Có những lúc tôi cũng ỷ lại, có gì đâu, giảng thì mình gọi là thường xuyên giảng rồi. Thầm Kinh Thánh đã mở Kinh Thánh cả là giảng thôi. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta không cầu hỏi Chúa thì cái lời giảng đó nó không thể có sự sống động và không có sự tươi mới. Cho nên dẫu như thế nào chăng nữa, chúng ta luôn luôn cần có sự hiện diện của Chúa. Đánh đàn cũng vậy, cầm cái đàn lên chúng ta biết hợp âm rồi, đánh đang sang. Nhưng mà nếu chúng ta không tập Chúa vào, chúng ta không thờ phượng Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa, thì cái tiếng đàn nó vẫn ra tiếng đàn, nhưng mà chúng ta thấy cái nó không có sự sống ở trong đó. Nó chỉ là một cái gì đó quen thuộc thôi. Anh chị em đã từng làm những cái gì đó quen thuộc và khiến cho chúng ta không có còn thấy nó cảm lý thú nữa không? Nhưng mà khi mà thờ phượng Đức Chúa Trời thì sự thờ phượng Chúa, đừng để sự thờ phượng Chúa trở nên quen thuộc. Nhưng chúng ta luôn luôn có một tấm lòng luôn luôn trông đợi, lòng luôn luôn khao khát, luôn luôn rờ chạm.
Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng làm cho mới, làm cho sống động, để luôn sống động ở trong tôi, quý ông bà chị em. Người, các con cháu Cô-rê, tâm linh hồn của họ như thế nào? Khao khát Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi đến, sẽ đến và ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đang khi người ta hỏi tôi Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, thì nước mắt tôi làm đồ ăn ngày và đêm. Ô lạ quá. Họ là người thờ phượng Chúa, họ là người dẫn dắt dân sự của Chúa. Nhưng mà bây giờ khi người ta hỏi rằng là gì, Đức Chúa Trời ngươi đâu rồi, thì nước mắt tôi làm đồ ăn ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn dân chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và ca ngợi, một đoàn đông dự lễ. Rồi tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Tại sao không bà chị em? Có hai vấn đề xảy ra. Một, đó là hồn của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ, để họ không còn ở trong sự hiện diện của Chúa nữa. Hai là họ bị bắt đi làm phu tù. Và chúng ta nhớ trong Thi Thiên ghi là gì? Là tại nơi đất ngoại bang, làm sao tôi có thể hát bài ca Đức Giê-hô-va được? Có những lúc khi bà chị em không phải bị đại, chúng ta cũng không phải là bị mất cái hồn giao ước. Nhưng đôi khi chúng ta ở trong cái nan đề liên tục, thì chúng ta lại lấy nước mắt làm đồ ăn ngày và đêm. Thậm chí có những người thách thức nữa. Ủa, Chúa hay lắm mà, tại sao không được Chúa lành? Ủa, Chúa hay lắm mà, tại sao không được tiếp trợ? Ủa, Chúa hay lắm mà, tại sao không có sự bình an, không có sự hiệp một, không có sự vui mừng, không có hạnh phúc? Nó có một cái lý do gì đó. Đức Chúa Trời Ngài đặt Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Và Kinh Thánh nói gì? Là Ngài ở trong chúng ta để như là một cái tín hiệu để cho chúng ta biết là lúc nào chúng ta cần Ngài. Ông bà chị em biết hàng ngày chúng ta cần phải uống nước. Tại sao chúng ta cần uống nước? Bởi vì người ta khát, phải không? Tại sao chúng ta khát? Bởi vì mình không có nước. Có đúng không? Nhưng mà cái gì để báo chúng ta khát? Cái gì báo động chúng ta khát vậy? Trong cơ thể của chúng ta, nó có một cái tín hiệu để nó báo động. Khi chúng ta đang đói, thì cơ thể nó báo một tín hiệu rằng chúng ta đói. Và khi chúng ta thiếu nước, nó đến một chân chừng mực mà nó báo rằng cái là chúng ta phải uống nước vào. Thế thì Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài có bao giờ có những cái tín hiệu đó cho ông bà chị em và tôi không? Nếu như chúng ta từ ngày này qua tháng nọ mà không có tín hiệu thì chúng ta thấy là mệt rồi đó. Giả sử nếu anh bà chị em ở trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn thờ phượng Ngài, thì tất nhiên chúng ta luôn luôn đổ đầy, thì rõ ràng cái đó là không có tín hiệu, không cần phải tín hiệu, tại vì luôn luôn đầy mà làm sao tín hiệu được. Nhưng mà cái lúc nào đó mà ông bà chị em không ở trong Ngài mà chúng ta cứ không thấy tín hiệu nào hết, thì anh chị em thấy là chúng ta đáng lo ngại rồi, phải không ạ? Cho nên khi có tín hiệu là biết rằng ông bà chị em đang thiếu. Khi có tín hiệu là chúng ta biết chúng ta đang cần. Vậy thì có những lúc sờ ngã, có những lúc bồn chồn, điều đó đó là tín hiệu để chúng ta có thể biết rằng mình đang thiếu vắng một cái điều gì đó ở trong sự hiện diện của Chúa. Và lúc bấy giờ chúng ta sẽ cậy ơn của Chúa để chúng ta có thể lấp đầy. Ở đây chúng ta thấy là gì? Họ nói như thế này nè. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà của Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và ca ngợi, một đoàn đông dự lễ. Rồi tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Xưa tôi từng đi thờ phượng Chúa, xưa tôi từng được sự đụng chạm của Chúa, xưa tôi từng đầy dẫy ơn của Chúa, xưa tôi từng nhiệt huyết tôi ca ngợi Chúa. Thật ra cái nhiệt huyết nó không mất ở đâu cả, nó ngay ở trong lòng của bà chị em và tôi. Nhiệt huyết là một cái quyết định, thờ phượng là một quyết định, ca ngợi là một quyết định. Nó không phải là tôi cảm nhận tôi có nên ca ngợi hay không, hay là tôi cảm nhận rằng tôi có nên đi thờ phượng Chúa hay không. Nó là một quyết định và trung tín với Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Cho nên con cháu Cô-rê, họ có một cái điều là họ nói là gì? Họ nhớ Chúa, họ cảm thấy nhớ lại cái sự thờ phượng đó. Và bây giờ họ không biết phải làm gì hết, họ chỉ buồn thảm. Có những lý do tiếp theo chúng ta xem tại sao họ buồn thảm. Ở trong câu số 9, tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Họ bị kẻ thù hà hiếp, nhưng họ lại nghĩ rằng tại sao Chúa quên tôi. Họ nghĩ rằng nếu mà Chúa không quên á, thì kẻ thù không thể bị hà hiếp. Nhưng mà họ nói là Chúa quên họ bởi vì kẻ thù hà hiếp. Đối với Israel ngày xưa, lý do tại sao kẻ thù hà hiếp, ông bà chị em có biết tại sao không ạ? Khi nào thì kẻ thù hà hiếp nó họ được? Dạ, chúng ta xem một cái lý do thôi. Một lý do chúng ta xem ở trong các quan sát 13.
Chúng ta xem coi tại sao. Câu 1. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Ca-tin trọn 40 năm. Lý do là đơn giản lắm, tại vì họ làm điều ác trước mặt Chúa. Dân Israel họ làm điều ác trước mặt Chúa. Tôi thấy một điều là ngày hôm nay khi chúng ta ở trong giao ước mới đó, chúng ta không có sự định tội. Nhưng mà nếu chúng ta không định tội và lấy cái sự tự do mình để làm dịp ăn ở theo thánh xác thịt, thì một lúc nào đó chúng ta thấy mất đi cái sự hiện diện bày tỏ của Chúa mà chúng ta không hay. Trong giao ước mới chúng ta thấy có hai sự hiện diện. Một sự hiện diện theo bổn tính của Chúa, đó là Ngài ở khắp mọi nơi, và Ngài hiện diện theo lời hứa của Ngài. Nhưng một loại hiện diện khác đó là hiện diện theo sự bày tỏ. Hiện diện theo bổn tính của Ngài, dù như thế nào đi chăng nữa Ngài vẫn hiện diện cùng anh chị em. Nhưng Ngài muốn chúng ta tôn trọng Ngài, kêu cầu cùng Ngài, thờ phượng Ngài, để Ngài bày tỏ chính Ngài ra, bày tỏ quyền năng của Ngài ra cho chúng ta. Tại đây thì dân, những con cháu Cô-rê, họ nói rằng nhân sao Chúa lại quên tôi vậy? Và họ nhìn thấy được cái nan đề, đó là kẻ thù nó hà hiếp tôi, kẻ thù nó lấn áp tôi. Có những cái điều trong tôi và anh chị em, có những cái hoàn cảnh chúng ta xảy ra, chúng ta muốn làm cái điều tốt, chúng ta muốn làm cái điều đúng đắn theo ý Chúa, nhưng mà có một cái sức mạnh nó mạnh hơn, nó hãm ép chúng ta, có không anh chị em? Chúa Giê-xu gọi cái đó là gì? Đó là ức hiếp. Ức hiếp có nghĩa là nó hãm ép. Ví dụ tâm trí chúng ta đang nghĩ cái gì được đúng đắn, nhưng mà thần linh lại có những cái luồng tư tưởng nó đi qua, và cái luồng tư tưởng nó có thể không đẹp lòng Chúa. Chúng ta nhận ra được nó không đúng, thánh linh cảnh báo chúng ta đó là không đúng, và chúng ta đẩy nó đi. Nhưng mà nó có một cái sức mạnh để nó hãm ép chúng ta. Ở đây kẻ thù chúng nó là gì? Hà hiếp tôi. Dường như là chúng nó có sức mạnh hơn tôi. Là một người hầu vì Chúa, tất cả tôi và bà chị em, nếu như không có quyền năng của Chúa, không có danh của Chúa, không có lời của Chúa, tôi và bà chị em giống nhau. Chúng ta cũng là xác thịt. Chúng ta cũng có nhu cầu. Chúng ta cũng nhu cầu ăn, nhu cầu uống. Tất cả mọi nhu cầu chúng ta là bình thường, giống nhau hết, bởi vì chúng ta là xác thịt. Nhưng mà nếu có thánh linh, có lời, có sự sống của Ngài ở bên trong chúng ta, có danh của Ngài trên đời sống chúng ta, thì chúng ta có thể có sự đắc thắng. Bởi vì Chúa trao sự đắc thắng cho tôi và quý bà chị em, sự đắc thắng luôn luôn ở trong chúng ta. Rồi tiếp theo, cái lý do tiếp theo mà con cháu Cô-rê gặp nữa, câu số 10 như thế này: trong khi những cừu địch tôi hàng ngày hỏi rằng Đức Chúa Trời ngươi ở đâu. Nó giống như là một cái sự trêu ngươi, nó giống như là một cái sự nhạo báng. Có những người nói nếu mà Chúa mà chữa lành cho người này hả, cả làng có tin Chúa. Anh chị em có tin cái lời hứa không? Nếu mà cái người này mà chết sống lại hả, cả họ tôi tin Chúa. Có không? Không. Có người chết sống lại, nhưng họ nói thì sao? Cái này là chết lâm sàng đó. Mà khi không chết mà cầu nguyện mà không sống lại, nó thấy chưa? Chúa đâu? Chúa mày đâu? Mà cái gì họ cũng có thể nói được. Chúng ta nhớ câu chuyện của Lazarus. Lazarus chết và Chúa kêu sống lại sau 4 ngày. Sau đó người ta có tin không? Người ta không tin. Và người ta còn tìm giết Chúa Giê-xu và giết luôn cả gì? Luôn cả Lazarus. Giết luôn cái kẻ mà mày đặt sống lại anh chị không? Giết luôn cái đấng gọi sống lại, và giết luôn cái người là cái kết quả sẽ sống lại. Nhiều người có sự thách thức chúng ta trong chức vụ hầu vị Chúa lắm. Đôi khi chúng ta hầu vị Chúa, chúng ta đi ra, chúng ta kết quả và chúng ta vui mừng lắm. Đặt tay cầu nguyện người ta được chữa lành, đặt tay cầu nguyện được giải cứu, vân vân. Nhưng có những lúc cũng là chúng ta, cũng là danh của Chúa, cũng là lời Chúa, cũng là bao nhiêu đó, nhưng mà chúng ta đặt tay và không có được chữa lành. Kẻ thù nó nói như thế này nè: Đức Chúa Trời đâu rồi? Nó thách thức anh bà chị em mà thôi. Rồi chúng ta cũng có gia đình mình, kẻ thù nó mượn gia đình của mình, nó thách thức chúng ta luôn. Ủa, Chúa đâu sao? Không thấy à? Chúa đâu mà tại sao như thế này? Và tôi thú thật với bà chị em, đây là một cái bài ca muôn thuở mà kẻ thù họ dùng để mà thách thức đức tin cũng như là chức vụ của bà chị em. Điều, một cái điều nữa mà khiến cho những người con của Cô-rê sợ ngã ở trong câu 10 phần B, thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Khi nói rằng Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, và những người này không có câu trả lời.
Tại vì nếu có Đức Chúa Trời, tại sao họ bị bắt làm cô tù? Nếu có Đức Chúa Trời, tại sao họ gặp nan đề như vậy? Và chúng nó đã sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy xương tốt tôi. Nó sỉ nhục giống như chúng ta xương tốt chúng ta rời rã, đau đớn và không có sức sống. Điều này có xảy ra hết thưa ông bà chị em. Có những người thì gặp nan đề về lĩnh vực này, có người gặp nan đề về lĩnh vực kia. Có người thì gặp nan đề về gia đình, có người gặp nan đề về tài chính, có người gặp nan đề về sức khỏe. Ủa Đức Chúa Trời ngươi ở đâu vậy? Có những lúc ông bà chị em cầu nguyện cho mình không hết bệnh, chúng ta kêu cầu ai, Chúa ơi chữa lành cho con, chữa lành cho con, chữa lành cho con, nhưng mà không hết. Nhưng mà có ai đó có nan đề, có ai có bệnh tật lại và cầu nguyện thì bà chị em đặt tay cầu nguyện lại được lành. Ông bà chị em có từng thấy điều đó không? Tại sao vậy? Chúng ta không biết. Thế là tôi tới của Đức Chúa Trời phải là Superman không? Tôi tới của Chúa có gặp nan đề không? Có gặp bệnh tật không? Có. Phao-lô nói rằng có những lần ông suýt mất mạng. Ê-li-xê cũng là người gặp bệnh tật ở trong các vua thứ nhì đoạn 13. Kinh Thánh ghi là gì? Bởi cái bệnh này mà ông chết. Ủa? Ông đã làm biết bao nhiêu phép lạ, ông kêu kẻ chết sống lại, kêu cái đứa con của người đàn bà quá sống lại, con người nữ siêu nam thì sống lại. Và cái sự sức dầu của Chúa trên đời sống của ông gấp đôi Eli. Ông khiến cho cái lưỡi rìu nổi lên giữa mặt nước. Ông khiến cho dầu chảy liên tục cho đến khi hết tất cả các bình. Nhưng mà tới đoạn 13 của các vua nhị thì cái thánh nói gì? Elise bị bệnh, mà bởi bệnh này ông chết. Chúng ta nhớ câu chuyện đó. Joash là vị vua của Israel. Joash đi đến và nói hỏi: ôi Chúa tôi ơi, xe và lính kỵ của Israel. Joash là một vị vua, nhưng mà Joash biết rằng người của Đức Chúa Trời ở đây hơn là xe và lính kỵ của Israel nữa. Danh của Chúa ở trên người này, và người này có cái uy quyền của Chúa, nó có sức mạnh hơn cả đạo quân Israel. Nếu Chúa không đánh thì chúng ta sẽ thua. Mà bây giờ Joash đến, nhìn thấy một người oai nghi lẫm liệt, nhưng mà người này đang đau bệnh. Ai còn nhớ Eli kêu Joash làm gì ạ? Lấy cung và lấy gì nữa? Lấy tên. Lấy cung và tên. Joash bèn lấy cung và tên. Ông kêu hãy mở cửa sổ hướng về hướng đông. Joash mở cửa sổ. Ông kêu hãy giương cung và bắn. Joash giương cung. Nhưng Elise đặt tay của Elise trên Joash. Sức của Elise không còn nữa. Elise là một người được Chúa gọi, Elise là người được sức dầu. Và ông đang bệnh, sức của ông không còn nữa, nhưng mà ông bà chị em có tin rằng quyền năng sự sức dầu của Chúa vẫn còn ở trên ông không ạ? Vẫn còn. Và ông kêu Joash hãy giương cung. Ông không giương cung nổi, bởi vì ông già rồi, ông không còn sức lực nữa, ông đang bị đau bệnh. Nhưng mà ông giương cung, xin lỗi Joash giương cung, và ông đặt tay của ông trên tay Joash. Ngày hôm nay cũng vậy, hỏi các tôi Chúa, có những lúc ông bà chị em mệt mỏi, có những lúc sờn lòng, nhưng mà nếu ai gặp nan đề cứ hãy trỗi dậy và đặt tay đi, thì Chúa sẽ làm quyền năng của Ngài thông qua cái sự đặt tay đó, và ông bà chị em lại có sức mới, chúng ta có thể trỗi dậy ngay. Đừng nằm vùi luôn, đừng nằm một chỗ. Có những lúc tôi cũng mệt mỏi, tôi nằm tôi nghỉ, nhưng mà khi cần có những ai cần cầu nguyện và tôi trỗi dậy, tôi cũng tiếp tục nhân sự cầu nguyện. Và tôi thấy chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì tôi thấy sức lực của Chúa đầy ở trên tôi trở lại. Cảm ơn Chúa, Elise không bao giờ bỏ cái tay của ông ra. Ông đã đặt tay trên Joash và ông kêu Joash bắn. Và ông tuyên bố đây là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va. Mũi tên nó bắn được bao xa? Bao nhiêu ạ? 100 mét, 200 mét không? 300 mét không? Nhưng mà mũi tên đó trở nên hiệu quả khi Joash làm một cái công việc của đức tin. Và ông giương cung, ông bắn. Và cùng với tôi Chúa tuyên bố đây là mũi tên thắng hơn Đức Giê-hô-va. Từ nay về sau, ngươi sẽ chiến thắng. Ngươi sẽ đánh và chiến thắng. Và tôi nghĩ Joash chắc vui mừng lắm. Mặc dù lúc đó có thể quân thù còn quay xung quanh đủ thứ hết,
Nhưng cái mũi tên này được bắn ra rồi, cái lời nói được công bố rồi, đây là mũi tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va. Như vậy Gioách cần phải bắn tên để Gioách có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ chúng ta xem ở trong tiếp theo của phần kinh thánh đó, ở trong các vua nhì chương 13 câu 17, tôi sẽ đọc lại. Mà người nói rằng hãy mở cửa sổ về phía đông, Gioách bèn mở cửa ra. Elisê lại nói rằng hãy bắn, người bèn bắn. Bây giờ Elisê tiếp rằng ấy là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syria, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syria tại Aphek đến nỗi tuyệt diệt chúng nó. Đó là mũi tên thắng hơn dân Syria. Chúa đã cho Elisê nói một cái lời tiên tri và cái kẻ thù một cách rõ ràng, đó là dân Syria. Dân Syria hay lấn áp dân Israel và nó loáng đến đất của dân Israel. Thật ra có những cái dân xung quanh họ hay lấn áp chúng ta để chi vậy? Tại sao lúc nào cũng có lấn áp? Tại sao con bình hòa và ăn ổn hoài? Có Chúa trong đời sống mà tại sao con bình hòa và ăn ổn hoài? Đơn giản lắm, có kẻ thù để chúng ta luôn tỉnh thức anh chị em. Kẻ không cho ta ngủ quên á. Có kẻ thù để chúng ta luôn tỉnh thức, có nan đề chúng ta tận dụng nó, có nan đề để chúng ta luyện tập đức tin của chúng ta để trở nên mạnh mẽ ở trong Chúa. Có những cái dân Syria luôn luôn loáng đến đất dân Israel. Nhưng giờ đây người tôi tớ của Chúa, người Elisê hết sức lực rồi, nhưng mà ông vẫn còn quý quyền ở trong lời nói. Và ông kêu Gioách, bây giờ con hãy tiếp tục làm công việc này, đây là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va. Tiếp theo câu 18, Elisê tiếp rằng hãy lấy tên. Gioách bèn lấy tên. Elisê lại nói hãy đập xuống đất. Gioách đập 3 lần rồi ngừng. 19. Người của Đức Chúa Trời nói giận, nói vua rằng nếu vua đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syria cho đến tận diệt, nhưng rài vua sẽ đánh dân Syria có 3 lần mà thôi. Cái mũi tên này chính là mũi tên thắng hơn Đức Giê-hô-va. Hình ảnh của mũi tên này chính là lời của Đức Chúa Trời và danh của Chúa. Tôi và chị em có nhiều khi chúng ta cầu nguyện 1 lần, 2 lần, 3 lần chúng ta không tiếp cầu nguyện tiếp. Ông bà chị em biết có những loại mà chúng ta phải đánh 5-6 lần không? Jericho phải tới là gì? 6 ngày. Qua ngày thứ 7 đi 7 lần trong ngày đó thì mới thắng. Ahi thì nhỏ xíu thôi, có gì đâu, đem chừng vài chục người là thắng. Nhưng mà nó đánh bò càng luôn. Cho nên ở đây là cái tên thắng hơn của Chúa, nó không chỉ là đánh 3 lần. Chúng ta tiếp tục để cầu nguyện, để tiếp tục để công bố, tiếp tục để giải quyết, và nó phải được chữa lành. Hãy tiếp tục bình ổn anh chị em. Hãy tiếp tục bình ổn để cầu nguyện. Bởi vì trong đời sống của tôi, bà chị em còn rất nhiều kẻ thù, nó thích chúng ta bị sờn ngã và bồn chồn lắm. Lúc mà chúng ta sờn ngã bồn chồn, đó là lúc mà đức tin không thể hoạt động được. Một trong những điều quý giá đó là tâm trí của tôi với bà chị em. Khi tâm trí này nó được đổ đầy lời Chúa thì lúc bấy giờ tâm trí được bình an của sự đắc thắng. Nhưng mà tâm trí chúng ta đầy những cái sự buồn bã, nản lòng, chán chường thì lúc bấy giờ là cái cơ hội để kẻ thù nó có thể làm cho bà chị em sờn ngã, và nó sẽ là gì? Nhạo báng chúng ta. Chúng ta tin Chúa, lập tức chúng ta được cứu vì có giá của sự cứu chuộc theo lời hứa. Nhưng mà để làm sạch cái tâm trí này, chúng ta phải cần nhiều thời gian để có thể làm sạch nó. Làm sạch tâm trí không bởi sự cầu nguyện, nhưng mà làm sạch tâm trí là bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Hay ba đến bốn tuần liên tục tôi đã dạy giáo lý cho một người anh em, người này là người Công giáo. Cuối tháng này anh vào đây để làm bắp tem. Anh quê ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Và tôi hỏi anh rằng là anh có kinh thánh không? Anh nói một sư ơi, bên chỗ chúng tôi không có ai được đọc kinh thánh hết, chỉ có đọc kinh thôi. Trong đầu của họ đầy những kinh nhưng mà không có kinh thánh. Và tôi đã dạy cho anh để dần dần cho anh thấy được cái giá của sự cứu chuộc rồi, về sự nên thánh, rồi về sự công chính, về sự đắc thắng, về lời của Chúa Trời, quyền năng của lời Chúa, vân vân. Và anh được mở ra và anh mới nói quả thật là bên chúng tôi sai nhiều, quá sai, bởi vì giáo dân không có ai có quyển kinh thánh nào hết. Và thậm chí họ không chịu đọc, có dù có kinh thánh họ cũng nói không, kinh thánh không có đúng, chỉ có là kinh nó mới đúng thôi, chứ còn kinh thánh không có đúng. Kể cả có một em ở ngoài Quảng Bình, thì khi mà em này tin Chúa, học lời Chúa trong cái phòng sinh mệnh tôi dạy vào buổi trưa, bây giờ em từ ở bên Nga về Việt Nam,
Thậm chí là anh chị em biết rằng khi đưa Kinh Thánh Tin Lành thì họ nói là Kinh Thánh Tin Lành không đúng. Nhưng mà khi đưa Kinh Thánh Công Giáo thì họ nói Kinh Thánh này cũng không đúng. Hỏi cái nào đúng? Kinh thì phải đúng. Kinh kệ thì phải đúng. Kinh Thánh đúng. Họ không có một cái tiêu chuẩn nào hết. Tất cả những cái kinh mà đọc ví dụ như là gì đó, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh gì đó, kinh Lần Hạt Mân Côi gì đó, là họ nói là kinh là đúng, kinh đó là đúng. Nhưng Kinh Thánh là không đúng. Lấy cái gì để làm bằng chứng? Chỉ có chứng tỏ trong quyền năng của Chúa khi chúng ta tuyên bố lời của Đức Chúa Trời ra mà thôi. Tại sao ma quỷ nó dùng cái đó để nó gieo vào khiến cho người ta gọi như là người ta không có say mê Kinh Thánh? Anh chị em để ý đi. Chúng ta coi một cái phim, tập phim 2 tiếng đồng hồ tỉnh queo. Coi TikTok 2-3 tiếng không mệt. Đúng không Hảo? Đừng có chỉ, tôi biết mọi người cũng có hết trơn á. Nhưng mà khi mà coi Kinh Thánh mới mở chút xíu thôi là bắt đầu ngáp á. Và công nhận, còn nói là công nhận là đọc Kinh Thánh dễ ngủ ghê luôn á. Làm như Kinh Thánh là một cái liều thuốc ngủ à. Yeah. Ma quỷ nó lừa. Và cái tâm trí xác thịt chúng ta đó, nó vốn bị hư đi rồi. Cho nên nó không có thích cái mới, nó không có thích cái tốt. Mà nó thích cái gì nó cũ kỹ như vậy đó. Và nó mãn nguyện về điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nó làm cho cái tâm trí sơn ngã và bồn chồn. Như vậy thì nãy giờ chúng ta thấy có nhiều cái lý do khiến cho người ta sơn ngã và bồn chồn, khiến cho những người hầu vị Chúa có thể cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ chúng ta làm sao để ra khỏi cái sự sơn ngã và bồn chồn này? Trong câu 5 và câu 11, hai câu này gần giống nhau. Câu 5: Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài đèn bèn sự cứu rỗi. Câu 11: Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã mà bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, Ngài là sự cứu rỗi của ta và là Đức Chúa Trời của ta. Ở hai câu này phần đầu là giống nhau, nhưng cái phần kết luận của câu 11 nó khác với cái phần kết luận của câu số 5. Như vậy đây là cái nguyên tắc để làm sao chúng ta có thể ra khỏi cái sự sờn ngã. Điều đầu tiên, chúng ta nhận biết đó là chúng ta bị sờn ngã và bồn chồn. Anh chị em có bị sờn ngã và bồn chồn không? Thường cái điều gì dẫn anh chị em đến sờn ngã và bồn chồn? Có giống như là những người Cô-rê này không? Có thể có giống như vậy, nhưng cũng có những lý do khác hơn. Dân Israel họ sờn ngã và họ muốn trở lại Ai Cập là gì? Bởi vì họ thấy rằng là trận mạc nhiều quá. Ở trong Dân Số Ký 21 câu số 4 nói là dân Israel đi giữa đường, họ đi vòng xứ Ê-đôm và đi giữa đường, và họ làm gì? Ngã lòng. Nhiều khi chúng ta có những cái lời hứa rất là nhiều, ai đó hứa với chúng ta điều này điều kia, để rồi chúng ta đi cùng với họ. Nhưng một lúc nào đó họ không còn khả năng để có thể đáp ứng lời hứa đó nữa, và chúng ta cảm thấy bị gì? Sờ ngã. Nhiều trận mạc quá, nhiều nan đề quá. Hồi đó lúc mà cùng một lớp học, học yêu thương nhau lắm, thề sống thề chết với nhau, chúng ta sẽ có thời gian gặp nhau, mai mốt chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau. Nhưng mà ra đi ra hầu việc Chúa, thời gian người này được về, người này được về, người kia được kia, bắt đầu nghịch nhau. Ồ, cảm ơn Chúa, một sư bí bây giờ hầu vị Chúa rất là tốt. Tốt cái gì? Ổng tốt cái gì? Có lý do. Mà đôi khi không phải là bên ngoài kẻ thù làm chúng ta sờn lòng, nhưng mà chúng ta đôi khi nguy với dân mình, nguy với những anh em đồng lao của mình nữa. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta cần nhận ra là gì? Là linh hồn, tại sao ngươi sờ ngã bồn chồn vậy? Chúng ta thấy ở đây cái câu đầu của câu 5 á, hỡi linh hồn ta. Nào, bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, cái câu mà gọi là hỡi linh hồn ta, vậy thì câu này là ai nói ạ? Ai nói cho ai ạ? Nói cho ai ạ? Bây giờ giả sử bây giờ đây đứng đây, tôi sẽ nói như thế này:
hỡi linh hồn của ta. Vậy thì ai nói với ai ạ? Ta nói với ta. Miệng nói với mình, hỡi linh hồn ta, để có thể làm cho vực dậy, để làm cho mạnh mẽ. Không phải là nhờ ai đó. Chính mình nhận ra được và chính mình phải có một cái quyết định để chúng ta phải trỗi dậy trong quyền năng của Chúa. Tại vì chúng ta được ban cho sự đắc thắng có sẵn rồi, chứ không phải là đợi khi mà Chúa hiện diện thì mới có sự đắc thắng. Tác giả nói gì? Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi bồi sờ ngã bồn chôn vậy? Chính bản thân tôi thường sử dụng cái điều này lắm. Có những cái điều ở trong đời sống, tôi ra lệnh, tôi nhân danh Chúa, tôi ra lệnh cho tâm trí tôi phải ra khỏi cái tư tưởng sai chật đó. Có những lúc tôi không tha thứ được cho người đó, bởi vì người đó gây tổn thương cho tôi và làm cứ gây tổn hại liên tục. Và cái câu Chúa nhắc tôi là hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bất bớn. Nói Chúa ơi, con không thể nào yêu họ được. Cái tư tưởng đó, yêu sao lại được? Nhưng mà tôi phải ra lệnh cho cái thân tâm trí của tôi, nhân danh Chúa Giêsu, tôi vâng theo lời của Chúa, tôi tuyên bố tôi tha thứ cho người đó. Tôi ra lệnh cho tôi, tâm trí của tôi, con người của tôi yêu thương người đó, bởi vì tình yêu của Chúa ở trong tôi. Có những tâm trí cũ nó theo đuổi và nó muốn ông bà chị em sống theo cái tâm trí cũ đó, nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta sống theo tâm trí mới. Xin đổi mới cần có một quyết định. Vừa rồi tôi thấy ở trên mạng nó có một cái clip, cái cô này cũng còn trẻ thôi, nhưng mà cô này nói mọi người có muốn có nhiều tiền không? Ai cũng thích hết trơn, nhà nó có nhiều tiền là ai cũng thích hết. Thì người này nói rằng là chúng ta phải làm theo cái nguyên tắc của vũ trụ. Bây giờ hãy lấy một cái tờ giấy trắng, rồi mình lấy một cái tờ tiền nào trong túi của mình đó, bất cứ tờ tiền nào, rồi viết trên cái tờ giấy đó đó là tất cả những tiền lớn, tiền nhỏ gì đó đều phải chạy vào trong túi của ta. Rồi dán cái tờ đó vào trong cái tờ tiền, bỏ vô cái bóp, để gọi là thu hút sinh khí của vũ trụ. Anh chị em thấy họ nói tào lao không? Không có tào lao đâu. Ma quỷ không có cái nào sáng tạo hết. Nó bắt chước lời của Chúa Trời á. Chúa nói ta đãi các ngươi tùy theo gì? Lời ta nghe miệng của ngươi nói. Họ bắt chước đó. Còn nếu miệng của chúng ta lúc nào cũng mở miệng ra cái thằng ôi khổ quá, thiếu thốn quá, buồn quá, chán quá, mệt quá, nản quá, Chúa nói gì? Ta đãi. Vậy khi chúng ta nói những lời tiêu cực đó, chúng ta thu hút cái gì về? Chúng ta thu hút cái tiêu cực về, phải không? Đối với người thế gian, người ta gọi là thu hút sinh khí của vũ trụ. Họ nói rằng vũ trụ này có một cái nguyên tắc. Chúng ta nói cái gì, vũ trụ sẽ làm lại cho chúng ta cái đó. Wow, người thế gian mà còn biết cái điều đó chị em. Còn chúng ta có lợi với cái trời, nhưng tại sao chúng ta không biết được cái nguyên tắc này? Nguyên tắc của lời nói tích cực, đó chính là điều mà Chúa Ngài cho chúng ta nói. Để gì? Chúng ta phải ra khỏi cái nơi đó. Nhưng mà lạ thay, tâm trí cũ chúng ta lại rất thích được yêu thương, được chiều chuộng và được xoa dịu. Mà điều đó nó không giúp cho anh chị em trưởng thành đâu. Xin lỗi bà chị em, tôi không phải tôi nói xấu gì gia đình của tôi. Nhưng mà cái này cũng là không phải là điểm xấu, mà cũng là không phải điểm tốt. Các con của tôi được chăm sóc kỹ quá. Gái tôi từ nhỏ ở với ngoại, ngoại chăm sóc, yêu thương, ngoại còn đút cho ăn, rồi biếm tóc. Tới năm lớp 6 rồi, ngoại còn múc đút cho ăn. Lớp 6 là nhiêu tuổi à? Vậy đó mà ngồi đó để cho ngoại đút cho ăn. Ủa nó khoái lắm. Cái gì cứ chuẩn bị sẵn là khoái lắm. Hết lắm. Mà không có một cái sự chủ động nào cả. Tôi học thấy ở cái cách dạy con của người Đức á. Trên mạng hiện nay bây giờ nói về cách dạy con là người Đức là dạy là số 1 anh chị. Người Do Thái mà, tại vì người Đức cũng là gốc Do Thái rất là nhiều. Họ dạy con là gì? Nếu mà con có té đó là họ không tự đỡ, là không đỡ con lên đâu.
Họ đứng đó mà họ chỉ có cách để đứng lên. Nếu ông bố mà sửa xe thì cũng cho con cái cầm cái gì đó, cái khóa, cái mỏ lết gì đó. Ông bố dặn con cũng dặn, kệ nó dặn được nhiêu hay nó nhiêu. Rồi ông nằm xuống đất, nó cũng nằm đất. Mặt mày ông tèm lem, nó cũng chét lên cho tèm lem giống ông bố đó. Và nó cảm thấy rất là vui vì cỡ là gì? Nó được cùng với bố nó làm. Và khi con có năng đề, nó biết cách giải quyết. Thật sự là chắc là mẹ chúng ta luôn luôn muốn làm sao cho con mình tốt nhất, phải không ạ? Thế tôi cũng vậy đó. Thí dụ như sáng cái con xuống tụi nó chuẩn bị học, tôi hỏi con uống cà phê chưa? Dạ con chưa. Con uống cà phê không? Dạ uống. Hồi để ba pha cho, tự nhiên vậy. Tự nhiên cái mình khoái, mình pha cho nó, mình pha cho nó. Mà mình pha lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ N, nó cũng nói dạ ba pha cho con đi, con đứng đó con nhìn. Và nó không có khả năng để có thể tự làm được. Mặc dù chúng tôi cũng dạy con của mình, cũng học lời Chúa để cho nó khích lệ. Và một ngày nọ thì cứ kêu ò e cho nó thì để đồng hồ cho đến khi nào, thí dụ như là 8 giờ nó học đi, là cỡ 7 giờ để đồng hồ rồi, 10 phút sau nó báo, 5 phút sau nó báo liên tục mấy chục cái báo vậy đó. Mà nó cũng chưa dậy luôn. Lúc đầu thì chúng tôi kêu, nhưng cuối cùng tôi không kêu, để coi sao. Bắt đầu nó tự làm. Và cảm ơn Chúa là bữa nọ thì con tôi nói dậy rất sớm. Vậy nào chuẩn bị dọn dẹp rồi nấu nước rồi làm pha cà phê rồi tất cả mọi thứ hết. Khi mà vợ tôi dậy là con tôi đã dậy, đã làm xong rồi. Mà vợ tôi nói ồ lúc này cảm ơn Chúa, gái này biết làm việc rồi. Tôi cũng nói ồ cảm ơn Chúa, mừng vô cùng, con gái của ba năm nay 21 tuổi rồi, biết biết gọi là nấu nước pha trà rồi, biết nấu mì tôm rồi. Một khi nó trưởng thành một chút, chúng ta cảm thấy rất là vui, phải không chị em? Cho nên chính tôi và chị em chúng ta từng gặp năng đề. Và tôi nói và chị em đừng mong hết năng đề. Nó vẫn tiếp tục có đó. Anh chị em biết ở ngoài Sài Gòn nó có cái tàu tàu điện đó, mới làm đó mà đang chạy vận hành thử đó. Người ta nói ủa tại sao cái đường ray này không thể làm bằng luôn một chỗ? Mà tại sao gì làm tự nhiên đang làm vậy cái lên cái chạy lại xuống chứ vậy? Lên cái xuống. Thì kỹ sư họ nghiên cứu là nếu làm băng phẳng như vậy là chạy không có lực để chạy. Chạy nó cứ kéo hoài à. Nhưng mà khi chạy mà lên cái bắt đầu có xuống thì nó có một cái sức, nó có một cái gia tốc nó đẩy chiếc tàu. Thì tới cái chặng thứ hai nó lên dốc nó rất là nhẹ và nó tiếp tục đẩy như vậy. Chính cái xuống dốc nó có lực để đẩy cho lên dốc và lại xuống dốc để đẩy lên dốc. Liên tục như vậy khiến cho con tàu đi một cách mạnh mẽ và không bị thì là gọi là hao xăng, hao điện gì cả. Đó là cái cách của họ. Cho nên là người hầu việc Chúa, anh chị em sẽ gặp cái điều này. Nhưng mà chính chúng ta phải nắm được cái chìa khóa để làm sao chúng ta không sợ ngã. Đây chìa khóa đầu tiên mà nói, đó là chính miệng của chúng ta hãy nói ra. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi sợ ngã vậy? Giả sử có lúc nào anh em buổi sáng thức dậy tự nhiên thấy nó buồn và nó trống vắng, một cái bầu trời trống vắng. Gần đây á, lạ lắm, Sài Gòn mưa liên tục đúng không? Tôi thấy có nhiều người sáng mưa. Và đây là cái thú vui của tôi ngày xưa. Tôi rất thích pha một ly cà phê ngồi trên một cái bàn nhỏ, một cái bình trà đó, một ly cà phê đó, và mưa bên ngoài, nhìn tí tách mưa bên ngoài, ô nhớ bà cố ghê luôn. Bắt đầu đưa tư tưởng của mình về người yêu cũ ha, đưa tư tưởng mình về những cái dĩ vãng của quá khứ ha. Anh chị em biết không, cái điều đó nó có phải làm cho chúng ta có sức mạnh không, hay là làm cho chúng ta chết à? Nó làm cho chúng ta sợ ngã. Tự nhiên có một ngày kia trong lòng tôi trỗi dậy, bữa nay phải thức dậy sớm, mình ra mình ngồi, mình pha ly cà phê mình ngồi, đúng không? Nhìn mưa tí tách. Nhưng mà anh chị em ơi, những cái điều đó là những cái quá khứ mà chúng ta cảm thấy nó rất là dễ thương, nó cũng là rất là dễ bấn vương. Chúng ta không thỏa hiệp với nó. Vì tôi và anh chị em đang trên hành trình về thiên quốc. Chúng ta không còn ở đồng vắng nữa. Chúng ta không còn ở Ai Cập nữa. Chúng ta không còn ở Babylon nữa. Mà chúng ta đang hành trình về thiên quốc. Cho nên phải quyết tâm một điều. Bắt đầu hãy nói. Bắt đầu hãy tập ra lệnh trong danh của Chúa. Hỡi linh hồn ta,
tại sao ngươi bồn chồn vậy? Trước khi lập gia đình, một siêu ví có người yêu cũ không? Lâu lâu có nhớ vậy không? Có không? Không có vợ đây, cứ nói thiệt đi. Mà lúc nào nhớ? Hỏi linh hồn ta, hỏi tâm trí ta, tại sao lại nhớ về người yêu cũ vậy? Luôn nha. Cái đó là những cái đó dễ vân vương đó chị em. Nó bồi hồi lắm thôi. Tôi thấy tất cả đều cười, tôi biết là ai cũng có hết trơn, đúng không? Một sĩ Lâm cũng có, nó đừng nhìn tôi. Bỏ lâu rồi. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta hãy tuyên bố trong danh Chúa Jesus, chúng ta ra lệnh cho linh hồn chúng ta đừng bồn chồn nữa anh chị em. Amen. Nếu có một chút nào đó bồn chồn, anh chị em nói là nhân danh Chúa Jesus, hỏi linh hồn ta tại sao bồn chồn vậy? Mọi cái điều bồn chồn này, mọi cái điều lo lắng này, những bất an này, lui, nó phải ra khỏi. Nó ra khỏi, nó không được phép ở trong con người mới này, là con người được chuộc bằng huyết của Jesus, con người có cái quý quyền, con người có sự sáng, con người của sự kế nghiệp vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó không có quyền ở trong chúng ta. Và khi chúng ta quyết định như vậy, chúng ta tuyên bố như vậy, tôi dám đảm bảo bà chị em, nó công giò mà chạy, không có nó công đuôi. Nó sẽ chạy mất dép. Bởi vì chúng ta, nó biết được rằng chúng ta có quý quyền ở trong Ngài. Amen chị em. Rồi tiếp tục chúng ta làm gì đây? Ở đây tôi tới Chúa làm gì? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Cái từ trông cậy này là hy vọng. Hãy hy vọng nơi Chúa. Dù thế nào chăng nữa, hoàn cảnh có nan đề có như thế nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn hy vọng rằng Chúa đang chờ ta ở cuối con đường, và chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Có thể có nghịch cảnh này chỉ tạm mà thôi, sự khóc lóc chỉ đến chỗ ban đêm thôi, buổi sáng bèn có sự vui mừng. Hỡi linh hồn ta, đừng có bao giờ ngã, đừng có bồn chồn nữa. Tại sao tôi có thể giảng bài giảng này được? Bởi vì từ tháng 12 năm ngoái, tháng 11, tháng 12 năm ngoái, cho đến mãi tháng 3, tháng 4, tức là suốt cả gần một năm trời, chúng tôi phải ở trong những cái nghịch cảnh kinh khủng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, mình không thể nào thỏa hiệp với nó, mình không thể nào ngồi đó để cho nó nhạo báng tiếp. Mà chúng ta phải xây dựng một cái đức tin chủ động, một cái sức mạnh thuộc linh chủ động. Mà tôi nói, thay vì tôi nói là gì, tại sao ngươi sờ ngã, thì tôi nói như thế này: cho dẫu có nghịch cảnh, cho dẫu phương tiện như nào, có phương tiện không có phương tiện, tôi vẫn hầu vì Chúa. Vì nó nghĩ rằng là gì, khi tôi mất phương tiện tôi sẽ không hầu vì Chúa nữa. Không, sự hầu vì Chúa, sự kêu gọi của Ngài vẫn ở trên tôi, và cho dẫu như thế nào tôi vẫn dùng phương cách này phương cách nọ để tôi có thể đi hầu vì Chúa. Và cuối cùng tôi đi, và nó cảm thấy rằng không thắng được nữa rồi. Lúc bây giờ chính cái lời công bố trong đức tin đó mở ra, trời của Chúa được mở ra cho chính tôi. Anh chị em hãy tập tin cho em, hãy tập. Chúng ta không cầu xin Chúa để Chúa ơi Ngài cất cái nan đề khỏi con, không. Tại vì Chúa trao uy quyền cho con và cho em rồi. Chúng ta không cầu xin Chúa ơi Ngài cất ra khỏi cái đói nghèo nghèo khỏi con. Nhưng mà chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin lỗi, chúng ta nhân danh Chúa để chúng ta đóng lại cái cánh cửa nào đã mở ra cho sự sàn sải, cho sự ức hiếp này, nó phải rời xa khỏi chúng ta. Anh chị em thay đổi cách cầu nguyện đi. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi đóng lại cái cánh cửa thiếu thốn. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi đóng lại cái cánh cửa của bệnh tật. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi đóng lại cánh cửa của sự xung đột. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi đóng lại cánh cửa của sự bất hòa. Và tôi mở cửa trời là kho báu của Ngài. Ban mưa phải thì xuống cho tôi, để tôi được khỏe mạnh, được bình an, được vui mừng, được đắc thắng liên luôn. Vì Chúa trao uy quyền cho chúng ta rồi. Đã trao uy quyền thì chúng ta đừng ngồi đó xin. Vì anh em xin Chúa không làm. Chúa trao uy quyền đuổi quỷ, chúng ta cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu, xin Ngài đuổi con quỷ này ra khỏi giùm con. Ra không? Không bao giờ. Nhưng Chúa cho uy quyền, và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, tức là gì? Uy quyền đã có trong chúng ta này. Ta truyền lệnh cho tà linh này, nó phải ra khỏi, nó sẽ vâng lời. Amen. Anh chị em đang có cánh cửa nào vậy? Cô Rê đang có cánh cửa đặng, con cháu cô Rê đang có một cái cánh cửa, đó là sợ ngã. Có cánh cửa của sự ức hiếp, có cánh cửa của sự buồn thảm, có cánh cửa của sự sỉ nhục, có cánh cửa của sự nhạo báng. Và bây giờ họ bắt đầu xử lý, không phải xử lý một lần anh chị. Cái lời còn lời này, hỏi linh hồn ta vì sao ngươi sợ ngã bầu trộn cho mình ta, thì nói lại lần thứ hai ở trong câu 11.
Rồi, ông ra lệnh như vậy, ta hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời ta. Rồi gì nữa? Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Có nghĩa là ông bắt đầu ngợi khen. Mặc dù đang sờn ngã và bồn chồn, ông bắt đầu ngợi khen trong lúc đôi khi ông bà xem mà tôi đang ngợi khen. Nó vẫn len lỏi vào tâm trí, ngợi khen cái gì, không có kết quả gì đâu. Thay vì cái thời gian này có thể đi mua đi bán, có thể kiếm được đồng lời, ở đây mà ngồi mà cầu nguyện cái hát, ngợi khen không có ích lợi gì đâu. Nhưng mà người cô nghe nói gì, cô nghe nói gì, ta vẫn sẽ làm gì, ngợi khen nữa. Mày đang ngợi khen không, nó chọt nó ức hiếp không, tuyên bố ta ngợi khen nữa, mà ngợi khen không thấy gì xảy ra, ta ngợi khen nữa. Amen. Vẫn tiếp tục, sự ngợi khen là một vũ khí cực kỳ quan trọng để phá đổ đi tất cả mọi gông cùm của nó. Điều này Thi Thiên 149 đã chứng tỏ cho chúng ta. Thi Thiên 149 câu 5, câu 6 cho đến câu số 9. Nguyện các thánh ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ trên dân mình. Sự ngợi khen của trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ. Đằng báo thù các nước, hành phạt các dân, đằng vối chối các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chăng các thứ vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển ấy, hallelujah. Khi sự ngợi khen ở trong miệng thì thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay. Anh chị em nói cùng tôi đi. Khi tôi ngợi khen trên miệng của tôi thì trên tay tôi có thanh gươm bén. Một lần nữa, khi tôi ngợi khen trên miệng tôi thì tôi có thanh gươm bén ở trên tay tôi. Để làm gì anh chị em? Để trói chúng ta. Khi ca ngợi bắt đầu nó bị trói buộc, khi ca ngợi bắt đầu nó bị hành phạt, khi mà ca ngợi nó bị gông cùm lại. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Sikinu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Jehovah Salom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, ten 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 ten. Ngon lành chưa? Những cái lời hát đó đâu mà thúc giục chúng ta, mà chúng ta công bố danh của Chúa ra. Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc như là gì? Gươm hai lưỡi. Cho nên khi anh em ca ngợi lời của Chúa ra thì gươm bắt đầu bay ra, chang 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 chang, phải không ạ? Đang bệnh tật phải không? Jehovah Rapha, chúng ta ca ngợi Jehovah Rapha ra. Đang thiếu thốn phải không? Jehovah Jireh. Đang bất an phải không? Jehovah Shalom. Bây giờ không có biết nhạc cũng hát đại đi. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, được không? Không cần nhạc. Kể đó ai nói mình kể đó. Ở nhà cứ đi tới đi lui, hallelujah. Jehovah Jireh. Đang khó khăn mà cứ Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, cứ hát đi, hát đi. Danh của Chúa được ban ra thì sao? Cái gì à? Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay của chị em. Amen. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa và chính gươm hai lưỡi đó chém tất cả những cái kẻ mà nó gieo rắc sự bất an, gieo rắc lo lắng, gieo rắc bồn chồn, gieo rắc sự sợ hãi hay là thiếu thốn. Ca ngợi là quyền phép để phá vỡ một cái gông xiềng. Phaolô và Sila bị bắt ở trong tù, họ bị còng cái chân lại, họ còng cái tay lại, cái tay không còn được vỗ nữa. Nhưng cái miệng hát được không? Cái miệng hát được, khỏi cần vỗ tay cũng có quyền năng. Quyền năng nằm ở chỗ đức tin của chúng ta, nơi lời của Đức Chúa Trời, nơi lời hứa của Ngài, nơi quý quyền của danh Ngài. Anh chị em có quyền để ca ngợi, để phá đổ tất cả mọi xiềng xích. Mà sự ca ngợi nó giải phóng tâm trí của chúng ta luôn. Có những người bị rối, tâm trí không thể suy nghĩ gì được. Nghĩ tới đó là bị rối, nghĩ tới đó là bị rối. Nó bị xung đột. Nhưng khi bắt đầu ca ngợi, anh em bắt đầu từ ca ngợi từ nhỏ nhỏ, bắt đầu ca ngợi lớn dần, lớn dần, lớn dần. Còn không ca ngợi được hả? Mở bài hát nhờ Isaac Thái ca. Có quyền năng không? Có quyền năng. Amen. Nha. Chúng ta thường hay đi trên xe, tôi vợ tôi đi nhiều khi đi hành trình suốt cả mấy trăm cây số. Chúng ta thường mở những bài hát thờ phượng tôi nghe. Tại vì nhiều khi nói chuyện, vợ chồng nói chuyện có lúc cũng không có cái chuyện gì để nói. Có thể bàn những công việc sắp tới thì cũng có bàn tới. Nhưng mà có những lúc thì chúng tôi mở nhạc, bắt đầu nhạc, hát, ngợi khen. Chúng tôi bắt đầu tụi lắng nghe. Cho nên những người cô đây nói gì? Là ta sẽ còn ngợi ca này nữa. Ta ngợi ca nữa. Ta tiếp tục ngợi ca nữa. Lúc mà nó làm cho em bồn chồn và nản lòng thì là lúc mà phải ca ngợi nhiều hơn.
chúng ta phải chống lại nó thì nó sẽ đi xa. Trong Gia Cơ chương 4 câu 7 này, hãy phục Đức Chúa Trời chống lại ma quỷ, nó lánh xa em. Điều kế tiếp ông công bố là gì? Nhờ mặt Ngài bèn được cứu rồi. Cái từ mặt Ngài đây có nghĩa là sự hiện diện. Nhờ sự hiện diện của Ngài mà con được giải cứu. Anh chị em còn nhớ có một cái ông mê phước không? Ông nào? Gia Cơ. Mê phước khủng khiếp. Nhưng lúc mà ông ở với La-ban, cậu của mình, thì ông mê phước thuộc thể. Nhưng mà khi trên đường trở về để làm hòa với anh trai của mình là Ê-sau, thì lúc bây giờ ông muốn được cái phước thuộc linh. Ông ôm chân thiên sứ Đức Giê-hô-va, nếu không buông, không ban phước cho tôi không buông ra đâu. Rồi cuối cùng thiên sứ hỏi, tên ngươi là chi? Dạ, tôi là Gia-cốp. Được, tên ngươi sẽ không là Gia-cốp nữa, là Israel. Và sau đó thì Kinh Thánh ghi là gì? Thiên sứ đã ban phước cho Gia-cốp. Gia-cốp nói như thế nào chị em? Ai còn nhớ câu đó? Hả? Không, sau khi thiên sứ ban phước rồi thì Gia-cốp nói gì ạ? Hả? Đúng rồi, tôi đã gặp được Chúa và linh hồn tôi được giải cứu. Ông đã được gặp Chúa và ông nói linh hồn ông được giải cứu. Trước đây ông cần phước thuộc thể, nhưng bây giờ đối với ông cái phước thuộc thể không quan trọng nữa. Cái điều quan trọng nhất của đời ông đang lo lắng, ông đang sợ hãi, không biết ông anh mình có trả thù hay không đây. Nhưng mà ông kia gặp gỡ Chúa rồi và bây giờ ông nói linh hồn tôi được giải cứu. Anh sẽ biết có những cái điều mà trong lòng của chúng ta đó, nó có những lo lắng bất an trong lòng chúng ta, đôi khi chúng ta chỉ cần một lời hứa của Chúa thôi, chúng ta tìm được một lời hứa của Chúa thôi để nó làm một cái nền cho chúng ta, để đặt là cái sự cầu nguyện lên thì lập tức chúng ta được giải cứu ngay. Có một lần kia tôi phải tranh chiến ở trong một cái vấn đề tôi quyết định, và tôi cứ tranh chiến mà trong lòng tôi có bất an vô cùng. Ủa, tại sao vậy? Trong lòng tôi luôn luôn có sự bất an. Thì trong lúc tôi đang bất an như vậy, tôi bắt đầu ca ngợi Chúa như vậy, thì tự nhiên có một cái lời của Chúa đến. Vừa đến cái lời đó, cái lời nó vừa đến xong, tôi vừa nhận được lời đó thì tất cả mọi bất an cho tôi biến mất liền. Và tôi được sự bình an và tôi quyết định tôi làm cái việc đó. Và cảm ơn Chúa khi tôi làm cái việc đó thành công. Nhiều người nói đừng làm cái đó, đừng làm như vậy, đừng làm thế kia. Nhưng mà bởi vì lúc mà tôi chưa nhận được một cái lời nào bảo chứng của Chúa đó, thì tôi bất an. Nhưng khi có lời bảo chứng của Chúa rồi thì bình an. Dù cho 10 người đó chỉ có một người ủng hộ chúng ta, nhưng mà có Chúa ủng hộ và chúng ta thấy được cái sự bình an đó rồi, thì cho dẫu 9 người kia không đồng ý thì cái sự bình an nó vẫn có. Và anh chị em làm thành công đó. Có bao giờ chúng ta thử chưa? Vì nhờ mặt Ngài tôi được giải cứu. Ở trong câu 11, Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta. Chúng ta thấy khác không ạ? Câu số 5 thì nhờ mặt của Chúa mà tôi được giải cứu. Nhờ sự hiện diện của Chúa mà tôi được giải cứu. Còn câu số 11 là gì? Ngài chính là sự giải cứu của mặt tôi. Wow. Khác như thế nào ông bà chị em? Nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi, là nhờ sự hiện diện của Chúa, nhờ gương mặt của Chúa mà tôi được cứu rỗi, tôi được giải thoát. Nhưng mà nhờ Ngài chính là sự cứu rỗi của mặt ta, tức là Ngài là sự giải cứu của mặt của ta. Mặt của mình là cái gì ạ? Mặt của mình là gì ông bà chị em? Khi ai đó vả má bên hữu Chúa nói sao ạ? Vả má bên hữu thì sao? Đưa má luôn kia luôn hả? Ai đụng đến cái mặt chúng ta có chịu không? Cái mặt này nó giống như là cái sĩ diện. Đảng Cô-rê, con cháu Israel bị kẻ thù dèm chê, bị kẻ thù sỉ nhục. Nhưng bây giờ Ngài là sự cứu rỗi, Ngài chính là sự che chở của ta, Ngài chính là sự bảo vệ của ta, và ta không còn bị sỉ nhục nữa. Có những lúc chúng ta nghèo, người ta sỉ nhục chúng ta, theo Chúa tại sao nghèo?
Nhưng lời của Chúa có hứa với chúng ta một cái câu kinh thánh như thế này. Chúng ta xem Ezechiel 36. Ezechiel 36. Câu 29 và 30. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế, ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều và không dán cho ngươi sự đói kém. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng, hầu cho các ngươi không vì đói kém chịu sự xấu hổ giữa các nước nữa. Ta sẽ thêm lên. Nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Ngài chính là sự giải cứu của mặt của ta. Ngài chính là sự giải cứu của con, để con không còn bị sỉ nhục nữa, để con không còn bị chê bai nữa, mà con sẽ được rạng danh ở giữa các nước. Hội thánh của chúng con sẽ được kết quả. Con sẽ làm được người được phước ở trong gia tộc của con, vì con là người kính sợ Chúa. Cho nên người ta sẽ nhìn thấy chúng con, nhìn thấy sự ban ơn của Chúa đời sống chúng con. Mà trước đây họ từng sỉ nhục con, nhưng bây giờ chính Ngài là đấng bảo vệ con, để con không còn phải bị sỉ nhục. Bao nhiêu người đã từng tin Chúa và đã từng bị sỉ nhục rồi? Gần như hết. Chúng ta đều có hết. Bây giờ thì sao? Còn vẫn còn sỉ nhục không hay là bớt rồi? Ai đã từng hết bị sỉ nhục rồi? Ai vẫn còn đang bị sỉ nhục? Bây giờ anh em làm gì để cho hết sỉ nhục đây? Làm gì anh chị em? Đánh võ mà cứ đỡ về ngoài thủ ngoài thì sao ạ? Còn nếu mà đá banh mà cứ thủ ngoài mà không tấn công thì sao một sư lâm? Dạ. Còn nếu mình thủ ngoài mà không tấn công thì sao? Thế nào cũng lọt lưới. Chúa muốn chúng ta thủ, nhưng mà Chúa muốn chúng ta cũng công nè. Chúng ta phải tấn công. Tấn công và phòng thủ, tấn công và phòng thủ. Chúng ta không có an bài trên cái điều mà kẻ thù áp đặt trên chúng ta, mà nó vấy bẩn cái mặt của mình. Đôi khi chúng ta chịu sỉ nhục không phải vì danh của Chúa, mà chúng ta chịu sỉ nhục vì cớ những cái lỗi lầm của mình. Và nếu anh chị em thấy mình bị sỉ nhục vì cớ những lỗi lầm đó, đừng cố chấp. Hạ lòng xuống trước mặt Chúa, chúng ta ăn năn. Tôi chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ nâng anh chị em dậy đó. Vì Chúa nói gì? Lòng đau thương thống hối không bao giờ bị khinh dễ. Còn nếu mà chúng ta làm vì danh của Chúa mà bị sỉ nhục thì Chúa nó có phước, không gì phải sợ chứ. Nếu vì danh của Chúa mà bị sỉ nhục là có phước, không cần phải sợ. Mà chúng ta vẫn tiếp tục để bước đi. Đến một lúc chính những người sỉ nhục chúng ta đó, họ sẽ nhờ đến chúng ta. Mà câu 11 này, Ngài là sự cứu rỗi mặt ta và Ngài là Đức Chúa Trời của ta. Jehovah Adonai, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Xin lỗi, Jehovah El Elyon là Ngài là Đức Chúa Trời của con. Đó chính là một cái điều mà chúng ta thuộc về. Chúng ta thuộc về Chúa thì Chúa cũng thuộc về chúng ta. Roma chương 8 câu 31-32 nói rằng là nếu Đức Giê-hô-va bùa giúp thì ai có thể nghịch lại với chúng ta? Có nghĩa là nếu Đức Giê-hô-va đứng về phía chúng ta, đứng trên bàn thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài thì ai sẽ có thể chống chúng ta được? Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về lương nhân tôi. Chúng ta có một sự bảo vệ, một sự hòa quyện tuyệt vời này của Chúa ở trong đời sống của mình. Nắm chắc lời hứa này để ông bà chị em sẽ không bị sờn ngã và bồn chồn nữa. Điều cuối cùng tôi chia sẻ để anh chị em chúng ta không còn bị sờn ngã bồn chồn. Chúng ta mở ra trong Hebrew đoạn thứ 12 câu số 3 và số 4. Xin lỗi, câu 3 thôi ạ. Dạ, câu 3. Hebrew 12 câu 3. Xin đọc với nhau câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho anh em khỏi bị mệt mỏi và sờn lòng. Ở đây nói là chúng ta hãy nghĩ đến, tức là bắt cái tâm trí chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đến Chúa là đấng chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi. Không phải là chịu sự đối nghịch của người công bình, nhưng mà chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi. Trong khi Chúa Giê-xu là công bình, Ngài là vô tội, nhưng Ngài phải chịu cái sự đối nghịch của kẻ tội lỗi.
Chúa mà còn phải chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi như vậy thì chúng ta là ai mà chúng ta thoát khỏi chứ? Như vậy nghĩ đến Chúa và nghĩ đến sự chiến thắng của Ngài thì lúc bấy giờ mọi cái mệt mỏi và sờn lòng nó sẽ biến đi. Vậy thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta không thể nào cấm để kẻ thù không gây rối, nhưng khi nó đến thì chúng ta phải có một quyết định nhất định. Thứ nhất, nhận biết cái sự sờn ngã bồn chồn nó đến từ đâu. Thứ hai, phải ra lệnh cho tâm trí của mình là gì? Hãy trông cậy, hãy hy vọng, hãy ca ngợi Chúa mà tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là sự cứu rỗi của con. Và cái điều cuối cùng là nghĩ đến Chúa, nghĩ đến những điều mà Chúa phải đối diện để tôi và anh chị em sẽ không còn có sự mệt mỏi và không còn có sự sân lòng nữa. Amen. Chúa ban phước cho tất cả ba chị em mà thôi. Amen. Chúng ta sẽ tuyên bố điều này để chúng ta đắc thắng. Quá lời Chúa ngày hôm nay, anh chị em hãy bắt đầu tuyên bố không có cầu xin nữa. Tại vì điều gì Chúa đã cho rồi không cầu xin. Chừng nào chưa có thì chúng ta cầu xin. Nhưng mà Chúa đã cho rồi thì chúng ta phải đứng trên danh của Ngài để bắt đầu thực hiện nó. Nếu ai bị sỉ nhục vì vấn đề chúng ta đang còn bị bệnh tật, nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố sự chữa lành của Ngài bởi lần đòn của Ngài. Nếu ai bị sỉ nhục vì cớ là chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính, chúng ta nhân Chúa Giêsu đóng lại cái cánh cửa của sự nghèo thiếu mà mở ra cánh cửa của phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa chúng ta. Nếu ai đang gặp nan đề về công việc làm, mọi cánh cửa bị đóng lại thì chúng ta mở ra cánh cửa của công việc và sự thịnh vượng đến cho chúng ta. Nếu ai trong chúng ta đang bị người ta nói xấu về danh của Chúa thì chúng ta nhờ mặt Ngài con được cứu rồi, hãy tuyên bố rằng tôi có danh của Chúa, tôi có sự hiện diện của Chúa, tôi được giải cứu. Ngài chính là sự cứu rỗi của mặt của tôi. Và nếu ai đang bị bối rối ở trong tâm trí, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, thì hãy nghĩ đến Chúa là đấng chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi, để rồi chính tôi và anh chị em sẽ không còn sờn ngã và bồn chồn nữa. Amen chị em. Dạ. Bây giờ xin mời chúng ta tự do đến với Chúa cầu nguyện như này. Cầu nguyện để Chúa Ngài hành động ở trong chúng ta. Hãy lắng nghe những cái tiếng của Chúa, Thánh Linh của Chúa đang nói với chúng ta như thế nào. Ngài muốn bày tỏ điều gì cho ông bà chị em. Chúng ta để cái thời gian để chính Ngài dầm thấm, lời của Ngài dầm thấm cho chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Tự do, mà xem tự do đến với Chúa ngay giờ, bây giờ. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.